Chung kết thế giới đã khép lại. Kinh đô Seoul chào đón vị quân vương của họ trở lại ngai vàng đầy oai phong lẫm liệt. Chiến bào của nhà vua T1 nhuộm đỏ máu cùng 4 quại. Chiến bào của nhà vua T1 nhuộm đỏ máu của 4 đội quân ngoại quốc cả gan thách thức sự vĩ đại của đế chế mà ngài từng gây dựng nên ngay chính thánh địa quê hương của ngài. Tất cả đã hoàn thành. Hoàng đế của Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc đã trở về sau 7 năm gian khổ bôn ba trên mọi đấu trường. Hôm nay, hãy cùng với Cà Phê Minh nhìn lại và phân tích những diễn biến quan trọng của trận chung kết, nơi T1 hạ nốt hạt giống số 4 nhỏ bé Weibo Gaming của LPL để trở lại ngôi vương nhé. Trước khi bắt đầu, rất mong anh em có thể để lại tụi mình nữa lượt like, đăng ký kênh và để lại bình luận về chiến thắng ngoạn mục hôm nay của nhà vua T1 nhé. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Với màn tung độc xu được tiến hành bởi vị trọng tài nổi danh liêm khiết của năm nay, Weibo chính là đội tuyển có được quyền chọn bên cho ván đấu đầu tiên của trận chung kết. Nhận thức được sự nguy hiểm của T1 khi ở cả đội xanh và đỏ, Weibo quyết định lựa chọn bên có lợi nhất là đội xanh, với ưu thế chọn tướng đầu tiên cho mình thay vì tập trung vào counter đối thủ như cách Jindong đã thử và thất bại. Trong loạt cấm chọn đầu tiên, Weibo lại bỏ 3 con bài quá đáng sợ của bộ đôi mid rừng T1, Javan, Azir, Sylas, trong khi T1 tự tay cấm Orianna, Rumble và Nico. Loạt cấm chọn đầu tiên đã loại bỏ toàn bộ những tướng đường giữa Faker từng chơi tại giải đấu năm nay với thời điểm hiện tại. Với lượt first pick, Maokai được lấy sớm cho Weiwei, trong khi T1 hoàn thành bộ đôi đường dưới cực kỳ sớm với Kalista và Retaglass. Ở phía bên kia thì Weibo không vội lấy đường dưới mà khóa lại Jay và Achok vào hai đường đơn. Thấy Achok được Weibo khóa lại, T1 không chần chừ khóa ngay counter cứng của quỷ kiếm Darkin là Yone. Đến với loạt cấm chọn thứ hai, T1 loại đi cả hai tướng xạ thủ đường dưới là Varus và Ad, trong khi Weibo nhắm vào Honor với hai tướng làm nền, Honor vận dụng khá tốt là Sejuani và Rell. Ba vị tướng đường giữa Faker từng dùng tại giải đấu năm nay đã bị loại bỏ. Faker lập tức bung bài Ahri, mở ra cơ hội Honor chọn tướng rừng dầu sát thương. Phía Weibo hoàn thiện đội hình với Senna, Tahm đường dưới, một lựa chọn đầu tiên xuất hiện ngay trong tay Lai và Chris. Với quyền chọn cuối, Honor đem ra thầy tu mù chữ danh của mình, Lee Sin, tạo ra một trục giữa cực kỳ chủ động và mạnh mẽ từ sớm. Có thể thấy rằng cả hai đội đều tỏ rõ ý đồ đánh lên cánh trên của mình, nơi Zeus và Zerside có cuộc tự hùng với hai chất tướng carry cực kỳ mạnh mẽ. Một lối chơi đôi công bùng nổ hứa hẹn sẽ được diễn ra kết hợp với sự đảo cánh thăm hỏi thường xuyên từ trục mid rừng. Điều kiện thắng của T1 rõ ràng là ở màn trình diễn của thần sấm, song vai trò chơi chủ động với khả năng di chuyển cơ động vượt trội của trục mid rừng cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Ở đường dưới, giai đoạn giữa trận là lúc họ mạnh nhất khi Kalista chạm ngưỡng sức mạnh, và đó là những lúc pha giao tranh bắt đầu bùng nổ, xử lý tốt những pha giao tranh đó. Sau một giai đoạn đường ổn định, chắc chắn giúp cho T1 nhắm chắc lấy thắng lợi trong tay. Trong khi ở chiều ngược lại, Weibo sẽ phải tìm cách hạn chế Faker và Honor với những chất tướng cực kỳ chủ động bằng việc đẩy mạnh ở đường giữa để giữ chân quỷ vương. Và khi bước vào giao tranh, Achok phải chứng minh được giá trị của mình với lượng sát thương lớn uy hiếp T1 để có thể giành thắng lợi. Nhập cuộc với nhịp độ rất cao, phút thứ tư, Weiwei mới pha vòng sau tinh quái tấn công vào Faker đang đẩy cao, khiến quỷ vương dù nỗ lực nhưng vẫn không thoát được và mạng trí công đầu dành cho Xiao Hu. Ở phút thứ 9, sau một pha ăn sứ giả thành công khi đã tập trung đội hình nhanh hơn, T1 phản công ngược lại Weibo khiến hỗ trợ Chris phải nằm lại. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, Weibo tìm thấy cơ hội đáp trả khi tiếp tục là Weiwei gánh chất lượng vào Yone của Zeus, khiến thân sớm nằm lại và mạng rơi vào tay của Zerside, đứng với điều kiện thắng của Weibo. Dù vậy, một mạng là quá ít để Zerside có được ưu thế trong một kèo đấu bị khắc chế. Lượng lính của đường trên Weibo hầu như luôn thua Zeus với khoảng cách trên 30 lính. Nhận thấy có vẻ sự chú ý dành cho đường trên là chưa đủ, cả hai người đi rừng tiếp tục hẹn nhau đánh 2v2 ở cánh trên vào phút thứ 13 và Weibo thắng được vào giao tranh nhỏ trong gang tấc nhờ vào chiêu cuối của Senna. Zeus nằm xuống lần thứ hai, tuy nhiên 300 vàng lần này lại về túi Weiwei khiến Zerside không gỡ gạc được gì nhiều. Dẫu vậy, nỗ lực Weiwei là rất đáng khen khi ta liên tục có những pha xử lý chính xác trong các giao tranh nhỏ lẻ. Chưa đầy 2 phút sau tình huống đường trên, Weiwei đã có pha dùng sóng cổ học và chiêu cuối quá tốt để counter pha vô hình cước bay vào corner, khiến cho người đi rừng T1 bị sốc sát thương và nằm lại dưới tay của Xiao Hu. Dẫn trước về mang gục, song Weibo vẫn không thể kiểm soát tốt cánh dưới bản đồ. Khi ngưỡng sức mạnh một đồ lớn của đội hình T1 nói chung và Kalista nói riêng là quá vượt trội, cả 4 mục tiêu đầu trận gồm 2 rồng, 2 sứ giả đều được T1 lần lượt kiểm soát gọn gàng nhờ vào cơ sở đó. Phút thứ 19, tại tình huống rồng nguyên tố thứ 3, Weibo chủ động tấn công rồng để ngăn T1 có mạch rồng áp đảo. Honor và Faker tận dụng khoảng trống để khai thác vào Xiao Hu với pha insect chất lượng. Đáng tiếc thay pha tốc biến hồn gió không chính xác của Faker khiến đối phương có thể lùi về với một chấm máu. Ở mặt trận hang rồng, Zeus bước đầu cho thấy khả năng tỏa sáng của mình trong thời khắc quan trọng khi anh có cú lốc và chiêu cuối trúng nhiều người để hạ gục Lai, kéo Weiwei xuống ngưỡng mau tử. Và khi đội hình của T1 tràn đến, Zerside là người phải hy sinh khi bị T1 đánh hội đồng để Weiwei có đường thoát, một cái giá quá đắt cho con rồng gió. Thất bại trong pha giao tranh rồng, Weibo không những không giảm tốc mà còn muốn tăng nhịp độ ván đấu khi chủ động tấn công vào phần rừng của T1 trước thêm Baron. Weiwei mở màn với pha thả chuồn non, làm chậm
buộc cho Guma phải thanh tẩy và thả diều lùi về sau. Bị trói bởi chiêu cuối của Maokai, nhưng xạ thủ T1 đã có được sự hỗ trợ kịp thời của Faker với pha giữ chân bộ đôi đường dưới của Weibo, trong khi Kerea thừa cơ giải hợp chất điên loạn vào cả đội hình đối thủ. Honor và Zeus có mặt để dứt điểm một lai thấp máu sau pha đánh nhau với Faker, trong khi phần còn lại của Weibo bị chia nửa. Weiwei và Chris cố gắng tấn công Faker vẫn còn phi hồ, trong khi The Side lại hăng máu đuổi theo Guma Yushi. Sự phân tán về sát thương khiến Weibo thất bại toàn tập. Guma thoát đi được, trong khi Weiwei bị Faker đổi mạng. Shaohu chỉ dám đứng xa bắn cầu sớm, cũng bị thần sớm chảy làm đôi với lượng sát thương kinh hoàng mà Yone gây ra. Thu hồn trở lại, Zeus tiếp tục hất tung The Side và chém gục luôn cựu vương 2018. Weibo toàn vỡ hoàn toàn và Baron dành cho T1. Với bộ lợi Baron, T1 thành công vươn lên mạnh mẽ chỉ với hai pha giao tranh then chốt. Lúc này điều kiện thắng giữa trận của họ trở nên sáng hơn bao giờ hết khi các vị trí quan trọng đều có đồ, đặc biệt là Zeus. Từng lớp công trình của Weibo bị bóc rỡ với hai bùa lợi đến liên tiếp từ phía T1. Nỗ lực phòng ngự khiến cho The Side bị solo kill bởi Zeus ngay dưới chân trụ đường giữa. Lá cờ đầu Weibo ngã xuống, báo hiệu hồi kết của họ trong ván 1 đã điểm. T1 tràn vào đánh gục từng người khi chưa lại Weiwei, nhìn nhà chính nổ tung sau hơn 30 phút và T1 chính thức vươn lên 1-0 trong trận chung kết. Thất bại trong ván 1, kể cả khi lựa chọn đội xanh, Weibo tiếp tục trung thành với lựa chọn ban đầu của mình để có được lựa chọn đầu tiên, tiếp tục là Javan ở rìa bị cấm. Như lần này, Salad được hở ra cho Faker, trong khi T1 không thay đổi gì với những lượt cấm của mình. Nhận thấy ngưỡng sức mạnh giữa trận của Kalista tạo ra cho T1 quá nhiều lợi thế trong ván 1, Weibo lấy về vị tướng này ngay trong lượt first pick. Lập tức, T1 đáp trả với bộ đồ Retaglass và Draven, tỏ rõ chiến ý đánh đôi công đường dưới. Senna tiếp tục được Weibo tin tưởng khóa lại, nhưng lần này có lẽ là tay của Chris cùng với con bài Maokai tiếp tục được Weiwei sử dụng. Sau khi làm tương đối tốt đầu trận ván 1, Faker khi không bị cấm Silas tận dụng cơ hội này để khóa lại kẻ phá xiềng, đem về cho T1 khả năng phản công bằng chính những chiêu cuối của đối thủ. Đến loạt cấm chọn thứ hai, T1 loại bỏ dây khó chịu của Shaohu ở ván 1 và con bài 205 Cassante, trong khi Weibo loại bỏ Poppy Warner và Yone quá khủng khiếp của Zeus, lộ rõ ý đồ cho The Side tiếp tục đánh Aatrox. Honor có lần đầu tiên khóa lại Nocturne tại giải đấu năm nay để có ngưỡng sức mạnh giao tranh từ cấp 6. Không có gì bất ngờ khi The Side tiếp tục chọn Aatrox, trong khi Shaohu sẽ là người chơi Ahri trong ván 2 này. Zeus với cơ hội chọn sau, lần thứ hai trong kèo đối đầu và Aatrox đường trên, đã lấy về Gwen để đánh đôi công với The Side. Tuy thay đổi về một số lựa chọn, nhưng nhìn chung, điều kiện thắng dành cho T1 sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt khi giữa trận là thời gian họ bắt đầu bứt phá về ngưỡng sức mạnh. Điều này đặt ra bài toán buộc Faker và đặc biệt là Honor nơi Nocturne phải chọn mục tiêu hợp lý để gây ra áp lực với chiếc cầu giao điện trong tay. Ở cánh trên, nhiệm vụ của Zeus không khác so với ván 1, Khanh vẫn cần phải đi đường ổn và tỏa sáng trong giao tranh để T1 có lợi thế. Trong khi đó, bộ đôi đường dưới sẽ cần thi đấu cẩn thận trước sức đẩy vượt trội của đối phương. Ở chiều ngược lại, với việc đổi kèo, Shaohu sẽ cần phải vận hành Ahri tốt hơn một Faker có khả năng copy chiều cuối để hỗ trợ cánh trên cùng với Weiwei. Ngoài ra, để không thất bại một lần nữa, đứng dưới Weibo tuyệt đối không được để Guma có mạng rút tiền nội tại nếu không muốn giai đoạn giữa trận trở thành cơn ác mộng với những chiếc dìu đau nhói. Tiến vào ván đấu thứ hai, cả hai đội nhập cuộc có phần chậm hơn so với ván đấu đầu khi cả T1 và Weibo đều cần chờ ngưỡng sức mạnh cấp 6 của hai người đi rừng. Honor đã là người làm tốt hơn khi vượt trước tướng Nocturne, anh ta vượt trội về chỉ số quái rừng và chạm cấp độ 6 khi đồng hồ mới chỉ 7 phút. Ngay lập tức với thế chiều cuối, Honor có mặt ở đường trên, phù trợ cho Zeus trong pha tay đôi với The Side. Tuy nhiên, pha xử lý tốt của cựu vương thế giới đã khiến Honor suýt thì phải trả giá đắt. Dù vậy, sau một pha lao lên hổ báo không đáng có, khi đang thua máu từ Aatrox, Zeus đã có tiền đề để một lần nữa băng lên và hạ gục The Side chỉ ít giây sau, tự tay lấy về lợi thế khởi đầu ở kênh trên. Sau tình huống nằm xuống đầu tiên, Weibo quyết định đổi cánh để sử dụng bộ đôi Kalista Senna áp lực vào Zeus, tiện thể kiểm soát sứ giả. Tuy nhiên, thay vì cố gắng cạnh tranh quyền kiểm soát ở cánh trên, T1 quyết định đánh thẳng vào niềm hy vọng lớn nhất của Weibo một lần nữa. Quyết định đổi đường của Weibo phút trước hóa sai lầm khi The Side bị T1 chơi game gia đình. Và hậu quả lần này còn tai hại khủng khiếp hơn, mạng của anh ta rơi thẳng vào túi của Draven của Guma Yushi đang tích được hàng trăm điểm nội tại, trực tiếp khiến xạ thủ T1 đốt cháy giai đoạn để về ngưỡng sức mạnh đầu tiên. Với hai điều kiện thắng liên tiếp sụp đổ ở việc The Side mạnh sớm và kiềm tỏa Guma, Weibo tuyệt vọng tìm cách tấn công rút với pha băng trụ cánh trên. Tuy nhiên, một pha xử lý bình tĩnh từ rút và hỗ trợ của Faker từ xa với cú chiêu cuối cấp đều của Maokai giúp cho thần sớm tự sát thành công. Ở phút 15, T1 đã vượt trội gần 2.000 tiền và hai mạng ạ gục so với đối thủ. Tuy nhiên, họ cũng phải đánh đổi hai con rồng đầu trận do áp lực mà Kalista gây ra ở nửa dưới. Tuy nhiên, để ngưỡng sức mạnh một đồ lớn đến sớm với T1, họ đã có thể chủ động tấn công ở sứ giả thứ hai. Kerea thả hợp chất điên loạn chia cắt đội hình Weibo cùng với Faker thả chiêu cuối Maokai, lùa cả đội hình đối thủ. Toàn bộ cánh trên T1 lao vào đánh The Side tới tấp và hạ gục anh ta lần thứ 3, trong khi ba người còn lại bỏ chạy. Ở tuyến sau thì Kerea, sau một cú chiêu cuối quá áp lực, đã tiếp tục thành công hỗ trợ Guma đẩy lùi Shaohu.
có được 4 mục tiêu lớn đầu trận như T1 của ván 1, song họ phải trả giá quá đắt khi vị trí được đặt nhiều niềm tin nhất của họ đã bị bẻ gãy. Nhận thấy ngưỡng sức mạnh của mình đã đủ sau pha giao tranh sứ giả, T1 quyết định chơi song phẳng với đối thủ tại hàng rồng. Kerry mở màn pha giao tranh quá đáng sợ khi giải chưa cuối vào cả 4 người Weibo, trong khi Honor cắt cầu dao và cùng Faker can vào hủy diệt đối thủ trong chớp mắt. Bị đột ngột kéo xuống ngưỡng bắt động đỏ, cả đội hình Weibo chạy toán loạn. Glide và Weiwei nằm lại giữa sông mà chưa kịp làm gì ngoài một cú quyền lực thiên nhiên chẳng mấy ý nghĩa. Giữa sai cố gắng lao vào đánh nhau nhưng với 3 lần nằm xuống, lượng giác thương của Achok chẳng đáng để bàn cãi. Shao Hu thì dùng phi hồ cao chạy xa bay trong khi hỗ trợ Chris bị Faker. Phi hồ copy quật xích dã man và nằm lại bồi đỏ. Tổn thất duy nhất là Honor đã nằm lại sau khi đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ gây nhiễu loạn giao tranh của mình. Đó cũng là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng T1 mất người trong ván thứ hai. Trong thoáng chốc, T1 vươn lên áp đảo về thế trận. Dù đã thả cho đối thủ 4 mục tiêu lớn đầu trận, nỗ lực trong tuyệt vọng để gỡ gạc thế trận, Weibo tiếp tục tràn lên để khai thác đối phương sau một tình huống mà Faker và Honor bị kéo thấp ở máu ở đường giữa. Tuy nhiên, lần này đến lượt Guma tỏa sáng khi đã cùng với Keria lách điệu nghệ và tốc biến hôn gió của Shahu và hack cả não của Chris với màn tốc biến trước khi hỗ trợ đối phương kịp lao ra từ pha định mệnh vẫy gọi. Các công cụ mở đã hết, Weibo vào thế khó khi T1 phản công. Chris bị Guma với tam hợp kiếm one shot trong một nhịp đánh. Honor cắt cầu dao phi thẳng ra lấy nút mạng của Shahu và thoát về thần kỳ với đúng một chấm máu. Đến lúc này, nỗ lực của Weibo không còn nhiều ý nghĩa khi chênh lệch đã quá áp đảo cho T1. Từng mục tiêu quan trọng như Rồng, Baron đều được T1 kiểm soát chuẩn xác mà không nằm lại mạng nào, trong khi Zersai tiếp tục bị nhắm vào, nằm xuống ở đường dưới, mở ra cơ hội tấn công vào trụ bậc thềm cho T1. Rút với con bài quen, quá dũng mãnh của mình, đã từng bước chứng tỏ được sự trưởng thành khi có lần thứ hai vượt trội Zersai 3 cấp độ trong cặp đấu năm. Dẫn đầu đội hình, Rút đưa T1 tràn vào, lấy tiền đè người, phải bẻ gãy các tuyến phòng ngự Weibo. Dứt điểm ván đấu với vài 10 giây ít hơn ván 1, T1 nhận đôi cách biệt lên 2-0 và đẩy Zersai cùng với đồng đội đến bờ vực thẳm chỉ sau 60 phút thi đấu. Sau 2 thất bại liên tiếp, Weibo tiếp tục trung thành với đội xanh để có lần thứ 3 sử dụng power pick trong cặp BO5. Với các lực cấm gần như tương đồng ván 2, ngoại trừ việc Azir được thả ra, Weibo cụ thể hóa ý đồ lấy hoàng đế Surima cho Shahu. Không vội chọn đường giữa, T1 lấy ngay bộ đôi Sayarakan cho đường dưới, tạo ra áp lực rất lớn đối với Weibo về sau. Đáp trả vợ chồng nhà chim, Lai và Crisp lấy về Varus và Bart để tạo đột biến nhằm vào những cú thiết mệnh khả biến kết hợp với phần chia thiên hạ. Với việc đối phương đem ra có tướng thương hiệu của Faker, Quỷ Vương quyết định tạo bất ngờ cho tất cả khi đem ra Akali, một vị tướng đòi hỏi xử lý kỹ năng cá nhân cực kỳ cao, khẳng định rằng mình sẵn sàng tay đôi với Xiao Hu không một chút ngán ngại. Với hai đường đơn rất giàu sát thương, điều kiện thắng của T1 đơn giản là win lên, win game để có được lợi thế lớn trước khi tiến vào các pha giao tranh tổng. Ở mục tiêu quan trọng, tại đó, xử lý giao tranh với cơ sở ngưỡng sức mạnh vượt trội luôn là chìa khóa đưa T1 đến ván thắng thứ 3 và chức vô địch thứ 4 của tổ chức này. Ngược lại, Weibo nếu còn muốn giữ lại hy vọng trong trận chung kết phải đảm bảo hai chủ lực không thua thiệt quá nhiều để dùng lượng sát thương và hiệu ứng khống chế khổng lồ trên diện rộng để bóp nghẹt T1. Ván đấu cuối cùng nóng lên từ rất sớm, phút thứ 4, pha đẩy cao nhờ chất tướng tay dài của Zersai hóa ra là nhược điểm khi ta bị ganh bởi Honor và nằm lại cho người đi rừng T1 mạng trên công đầu. Đáp trả Honor, Weiwei quyết định đổi mục tiêu so với hai ván trước. Anh ta tiến xuống đường dưới chăm sóc cho Lai với cú ganh vào Guma và Keria. Guma nằm xuống sau pha mũi tên xuyên phá chính xác của Lai, mở ra lợi thế phần nào cho cánh dưới Weibo. Nếu hỏi nỗ lực ai đáng khen nhất cặp đấu năm này từ phía Weibo thì đó chắc chắn phải là Weiwei. Anh ta tiếp tục thấy sự khó chịu khi cùng với Chris có mặt ở đường trên để hạ gục Zeus để đến phong tỏa con Achok của thần sấm. Lần đầu tiên trong cặp đấu năm, chúng ta thấy được Weibo có lợi thế tương đối rõ ràng trước thêm các mục tiêu lớn khi dẫn trước cả về tiền và mạng. Tuy nhiên thì T1 cho thấy bản lĩnh của mình khi trở lại chỉ sau một pha giao tranh được xử lý chính xác. 11 phút 20 giây trước thềm rồng nguyên tố thứ hai, Honor dẫn dụ 3 người của Weibo và một ngõ rất hẹp sau lưng bồ xanh. Tận dụng cơ hội đó, Keria với chiêu cuối và xuất hiện hoành tráng đã lao ra giữ chân cả 3 người. Biết mình trúng bẫy, Weibo cố gắng rút ra nhưng vẫn phải để lại mạng của Weiwei. Cả Rút và Zersai đáp xuống khi nhịp đầu của giao tranh đã kết thúc. Lần này thì Zersai cố gắng rút về đường dưới cùng với đồng đội để tránh kéo dài giao tranh để hạn chế thua thiệt. Tuy nhiên, Honor đã có pha sóng âm chuẩn xác để lao theo, bắt kịp đường trên đối thủ và lại một lần nữa Top God nằm gọn trong vòng tay của T1. Tất cả lợi thế Weibo cố gắng xây dựng cho 10 phút đầu thoáng chốc đã đổ sông đổ bể. T1 cân bằng về mạng và tiền, đồng thời có được rồng thứ hai. Thế trận cân bằng được tiếp tục duy trì cho đến phút thứ 18 khi rồng 3 xuất hiện. Tại đó, hai đội tiến vào giao tranh bản lề cực kỳ bùng nổ khi các chủ lực đều có được đổ lớn thứ nhất. Keria mở màn với pha vòng sau, tốc biến hất tung và quyến rũ hai đường đơn của Weibo đang co cụm ở ngõ nhỏ tiến ra hàng rồng. Giật mình sau pha mở của Keria, Chris phải tung ngay chiêu cuối thiên mệnh khả biến để giữ hai đường đơn tránh bị dồn sát thương đến chết. Tuy nhiên, cú chiêu cuối này lại quá bóp khi hóa vàng cả Faker, giữ cho anh miễn nhiễm sát thương khỏi cú chiêu cuối từ Zersai.
Trong khi đó, hai người là Zeus và Kyria lùa cả ba thành viên còn lại ở phía Weibo, khiến họ không thể tiếp ứng cho hai đường đơn. Kết thúc hiệu ứng hóa vàng, Faker đuổi theo hạ cả hai người đối thủ với độ cơ động từ sát thủ Akali, trong khi đội hình T1 lùi ra một nhịp. Sau khi có được hai mạng, Faker quyết định tiếp tục cò quay bằng bông khói và tìm cơ hội giữ chân phần còn lại của đối thủ chờ đồng đội đến. Tại đó, anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy tại sao mình lựa chọn Akali khi anh một mình giữa vòng vây 3-4 người vẫn có thể tiếp tục hạ sát thêm cả Chris và tự tay lấy về cú triple kill và tạo tiền đề để phần còn lại của T1 cản game quét giờ đối thủ. Sĩ khí dâng cao, phút thứ 20, T1 tiếp tục truy sát và hạ gục cả rừng và đường trên Weibo để lấy về con Baron, dễ như lấy đổ trong túi. Bộ lợi Baron rất sớm sẽ giúp T1 tạo ra quả cầu tuyết khổng lồ để công đánh vào dàn trụ hai đối thủ, trong khi sức mạnh vượt trội hai đường đơn và rừng khiến Weibo không tài nào chống cự và bị hạ từng người một khi tách lẻ đội hình để phòng ngự. Phút thứ 25, trong một nỗ lực cuối cùng, Weibo kéo cả ba người lên đường trên để tấn công vào Zeus đang đứng một mình. Chris mở ra hành trình kỳ diệu đưa ba người tiếp cận Zeus, nhưng lập tức ăn một cú bổ cực kỳ đau, lập tức kéo rượt sai xuống 50% máu. Thấy T1 đang tiếp cận giao tranh quá nhanh, Chris có pha chiêu cuối cực kỳ chính xác cản bước cả Faker và Kyria, đặt Zeus trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên, với một Aatrox ba đồ lớn và giữ cả trang bị tấn công lẫn phòng ngự, Zeus đã có pha cò quay không tưởng giữa vòng vây quân địch, để rồi khi hết hóa vàng, đội hình T1 xô vào quá dữ dội, mọi tài nguyên dồn vào Zeus trong pha trước đó đều đã không còn, khiến cho Weibo như cá nằm trên thớt, chỉ biết dường mắt bất lực nhìn Zeus và đồng đội thổi bay từng người, cũng như hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong trận chung kết. 5 năm về trước, con Aatrox bất tử của Zerside mở ra kỷ nguyên vàng son cho LPL. Để rồi giờ đây, năm 2023, con Aatrox bất khả xâm phạm của Zeus đã cho thấy sự bất lực của chính top god Zerside trên con đường tìm lại chính mình năm xưa. T1 quét 4 người đối thủ và lao thẳng vào căn cứ, chấm dứt nỗi thống khổ của Weibo và chạm tay đến chiếc cúp vô địch thế giới năm 2023 với tổng thời lượng thi đấu chưa bằng một trận bóng đá 90 phút. Đến đây là kết thúc rồi, và các anh em cảm thấy thế nào về chiếc vô địch thứ tư của Quỷ Vương và tổ chức T1? Cuối cùng, sau một hành trình vô cùng vất vả, thử thách, đầy những giọt mồ hôi và nước mắt, T1 trở lại đỉnh cao danh vọng, nơi hào quang nhân vật chính chiếu rọi trên từng khuôn mặt kiên cường. Faker và T1, một thập kỷ huy hoàng, 4 chiếc vô địch thế giới, anh đã làm được điều mà anh hứa với những người đồng đội rằng chiếc cúp thứ tư này sẽ là món quà vô giá dành cho nỗ lực và tiến bộ không ngừng của cả tập thể. Zeus, Honor, Kumayoshi và Kyria, sau tất cả, họ đã cho thấy được sự trưởng thành và tiến bộ vượt bậc để có lần đầu tiên chạm tay đến chiếc cúp Summoner, thứ họ luôn xứng đáng giành được. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Các anh em thấy cảm thấy thế nào về chiếc vô địch thứ tư của Quỷ Vương và tổ chức?